Trọng kính quý cha, kính thưa quý tu sĩ, quý ông bà cố, quý hội đồng mục vụ, anh chị em và cộng đoàn đang cử hành phụng vụ. Như lúc đầu lễ, cha Vinh Sơn cũng như là cha Du Xe Hoàn thay mặt cho lớp để nói lên tâm tình của những người anh em đã từng chung sống với nhau tại mái nhà Đại chủng viện Thánh Du Xe Hà Nội 7 năm trời, từ năm 2000 cho tới 2007. Rồi từ đó anh em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau và vẫn ấp ủ những công việc và ấp ủ một cái tương lai tươi sáng, là thường xuyên được gặp gỡ nhau, chia sẻ cho nhau những thành công hay thất bại, những ưu tư trong cuộc đời linh mục. Ấy vậy mà hôm nay chúng con về đây trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Nhà thơ Thâm Tâm trong bài Tống Biệt Hành có nói như sau: đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng. Bóng chiều không thắm, không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Có lẽ anh em chúng con linh mục hôm nay về đây khó mà cười được như mọi khi, nhưng nhìn vào ánh mắt của nhau, ánh mắt của mọi người đều thấy hoàng hôn trong mắt trong. Những giọt lệ ẩn chứa trong khóe mắt muốn kìm chế lại nhưng vẫn tuôn trào ra. Bởi vì chính người anh em của chúng con đã hứa năm tới họp lớp tại địa phận Hà Nội sẽ đi sớm, bởi vì năm tới chúng con anh em Hà Nội sẽ tổ chức mừng lễ quan thầy. Và đối với bản thân con đang mục vụ tại xứ Nam Định thì có lỗi với cha Doan Kim rất nhiều, vì từ khi cha về xứ Mộc Đức, cha đã mời con tới 3 lần xuống ăn cơm, nhưng con chưa xuống với ngài được một lần nào. Hôm nay ngài không mời nhưng chúng con phải tới, trong một cái niềm đau thương của giáo hội, của gia đình và cộng đoàn. Chủ nhật vừa qua, giáo xứ Nam Định chúng con trầu mình Thánh Chúa, ngài đã nhậm lời lên để chia sẻ lời Chúa cho chúng con. Nhưng 9 giờ sáng thì ngài nhắn tin: mới đi Sài Gòn về, mệt, không lên được, cha xứ thông cảm nhé. Đây là tin nhắn cuối cùng của cha đối với con. Và có lẽ hôm nay cuộc hội ngộ này mang nhiều cái chiều kích khác nhau, chiều kích của những anh em đồng môn, chiều kích của những linh mục và chiều kích của những con người đang ra miệt mài rao giảng chân lý của sự phục sinh. Tuy nhiên, không thể giấu được cái nỗi buồn và tâm tình, con xin mượn mấy câu thơ sau đây đại diện cho anh em trong lớp để nói với người anh em của chúng con. Tôi nhớ lại những buổi chiều đầy nắng, nhịp bước chân ai vội vã đi về, cánh bèo nhỏ chập chờn theo sóng nước, ngày thở dài bằng một bóng hoàng hôn. Sao không ở trong lòng nhau chiều ấy, để bây giờ cỏ mọc dấu chân xưa, nước xuôi dòng cánh bèo xa tít tắp, để lòng ai không một chỗ đi về. Sự trống rỗng và nỗi buồn của những người bạn hôm nay mà chúng con đến sẽ được bù đắp lại bằng cử hành phụng vụ, bằng lời Chúa, bằng thánh thể Chúa và bằng chính niềm tin vào Đức Kitô phục sinh. Cho nên kính thưa anh chị em, chúng con dù có rất buồn, mang trong mình những bóng hoàng hôn của chiều tàn, của buổi chia ly
đầy nước mắt, nhưng chính Đức Kitô đã hiện diện giữa chúng ta và Ngài sẽ dùng lời của Ngài để an ủi chúng ta. Vì vậy giờ đây con xin được bắt đầu đi vào chính phục vụ của lời Chúa, để chúng ta cùng nhau suy ngẫm ơn gọi của linh mục, đặc biệt của cha Gioan Kim và của mỗi chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe bài tin mừng của Thánh Gioan được trích trong chương 17 từ câu 14 cho đến câu 20. Đây là những lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, trước khi Ngài hoàn tất mầu nhiệm vượt qua để trở về với Chúa Cha. Lạy Cha, xin hãy thánh hiến họ như Cha đã thánh hiến con. Kính thưa cộng đoàn, trong bài giảng lễ truyền dầu ngày 9 tháng 4 năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức đã quảng diễn ý nghĩa của lời cầu nguyện Chúa Giêsu và để áp dụng vào đời sống của các linh mục như sau. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của từ thánh hiến consagratio và từ thánh hóa sanctificatio. Thánh hiến là được đưa ra khỏi thế gian và dâng cho Thiên Chúa hằng sống. Thánh hiến là được đưa ra khỏi thế gian, tách biệt ra khỏi thế gian và trở thành của lễ hiến dâng cho Thiên Chúa hằng sống. Một sự vật hoặc một người nào đó được thánh hiến thì không còn thuộc về mình nữa và cũng không thuộc về một ai nữa, nhưng được đảm bảo và dìm sâu trong Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, sự dâng hiến của một người cho Thiên Chúa, nghĩa là thánh hóa người ấy, cũng đồng nghĩa với việc được truyền chức tư tế. Và qua đó chúng ta cũng thấy chức tư tế hệ tại ở điều gì? Đó là một sự chuyển giao quyền sở hữu đang từ của tôi hay của một người nào đó thì một sự cất khỏi thế gian và dâng cho Thiên Chúa hoàn toàn phù hợp với chức linh mục được thánh hiến dành riêng cho Thiên Chúa và cụ thể là cho dân Thiên Chúa. Trong lời cầu nguyện, Chúa Giêsu xin Chúa Cha thánh hiến các môn đệ trong sự thật. Đó là một sự tháp nhập các tông đồ vào trong chức tư tế của Chúa Giêsu Kitô để thiết lập chức tư tế kiện toàn và hoàn hảo, một chức tư tế mới cho cộng đoàn các tín hữu thuộc các thời đại khác nhau. Được thánh hiến trong sự thật, Cha Gioan Kim của chúng ta từ lúc sinh ra, gia đình ông bà cố đã nâng niu và cầu nguyện, và nhất là ngày 8 tháng 12 năm 2007, Đức Giám Mục đã sức dầu thánh hiến đôi bàn tay của Cha và đặt tay trên đầu Cha cùng với các anh em để thánh hiến Cha cho Thiên Chúa. Tức là từ nay, từ lúc bấy giờ, Cha không còn hoàn toàn thuộc về mình hay thuộc về bất cứ ai, mà Cha hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, thuộc về thánh ý Ngài, để vâng theo ý Cha trong mọi sự và mọi lúc. Xin Cha thánh hiến họ trong sự thật. Có một sự thật mà chúng ta đang phải chứng kiến và khó chấp nhận nhất, đó là cái chết bất ngờ của Cha. Một cái chết mà nhiều người chúng ta cũng không thể nghĩ nổi Cha có thể chết một cách kiểu như vậy. Nhưng trong Thiên Chúa thì mỗi người được Thiên Chúa kêu gọi khác nhau và được Thiên Chúa lên kế hoạch để mỗi người ấy sẽ hoàn thành kế hoạch theo cách mà Thiên Chúa muốn. Cha Gioan Kim của chúng ta đã hoàn thành chức tư tế linh mục và trong sứ vụ làm cha sở một cách đặc biệt và riêng biệt theo cách mà Thiên Chúa muốn. Xin Cha thánh hiến họ trong sự thật. Đó là lời cầu nguyện thánh hiến đích thực cho các tông đồ và qua các tông đồ đến với các linh mục. Chúa Giêsu xin Thiên Chúa lôi kéo họ về với Ngài trong sự thánh thiện của Ngài. Chúa Giêsu xin Thiên Chúa Cha kéo họ về với Ngài
và nhận họ như là sở hữu riêng của Ngài, để từ Ngài họ có thể thi hành chức vụ tư tế cho thế giới và hằng ngày không ngừng thánh hóa bản thân của mình qua hy tế thánh lễ mỗi ngày. Kính thưa cộng đoàn, cha Gioan Kim đã được sức dầu thánh hiến làm linh mục để thánh hóa thế gian. Khởi đầu sứ vụ của Chúa Giêsu khi trở về quê hương Nazareth, ở hội đường Chúa đã đọc sách ngôn sứ Isaiah: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, và vì thế Ngài đã sức dầu thánh hiến tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Được Chúa Thánh Thần ngự xuống trong ngày lễ truyền chức và được thánh hiến bởi dầu của Chúa Thánh Thần, các linh mục không sống cho mình hay thuộc về thế gian, nhưng hoàn toàn thuộc về thánh ý của Chúa. Xin Cha thánh hiến họ trong sự thật, lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến trong trần gian, con cũng sai họ đến trong trần gian. Vì họ, con xin thánh hiến bản thân để họ cũng được thánh hiến trong sự thật. Đối với Chúa Giêsu, cái chết trên thập giá của Ngài là một sự thật chắc chắn, và chính trong sự thật này, Ngài đã biểu dương sự phục sinh nhờ quyền năng của Thánh Thần. Kính thưa cộng đoàn, cho rằng cha Gioan Kim không còn thuộc về thế gian này nữa. Không phải hôm nay cha qua đời thì không còn thuộc về thế gian này, nhưng từ khi cha được sức dầu thánh hiến làm linh mục, cha đã không còn thuộc về thế gian này nữa. Mặc dù cha sống giữa thế gian cùng với cộng đoàn để thánh hóa thế gian, như Chúa Giêsu nói, để họ cũng được thánh hiến trong sự thật và được thánh hóa và sai đến trong thế gian. Cha Gioan Kim phải trở thành lễ vật hiến tế như Chúa Kitô. Nếu đã trở thành tư tế của Chúa Kitô, thì phải trở nên giống Chúa Kitô mọi đàng, không thể nào khác Chúa Kitô được. Mà Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, khi mang sứ vụ của Đấng Mêsia là Đấng được Chúa Cha sức dầu bởi Thánh Thần, thì Ngài cũng đã trở nên bàn thờ tế lễ, trở thành tư tế vĩnh cửu và trở thành con chiên bị sa tế. Các linh mục khi chịu chức linh mục được thánh hiến thì phải trở nên một Ante Christus, tức là một Đức Kitô khác, để nhân danh Chúa Kitô và cùng với Chúa Kitô không ngừng tế lễ chính mình để thánh hóa thế gian. Cha Gioan Kim phải trở nên lễ vật hiến tế như Chúa Kitô, trước tiên Ngài trở thành bàn thờ. Và bàn thờ của Ngài ở đây không phải là không chỉ là bàn thờ mà mỗi ngày cha dâng lễ cho cộng đoàn, nhưng trong mọi nơi và mọi lúc chính cha phải trở thành bàn thờ tế lễ Thiên Chúa Cha, ngay cả những lúc mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ cái khóm hoa hồng của nhà giáo lý mà cha của chúng ta rớt xuống đấy mới cảm nghiệm được thế nào là bàn thờ dâng lễ. Những cánh hoa hồng của đời thường tươi thắm nhưng chứa chất biết bao nhiêu là những gai nhọn, thì cuộc đời của linh mục của cha chúng ta, khóm hồng vô tình ấy không ngờ lại mang trên mình một nhiệm vụ quan trọng, là ngày 25 tháng 8 vừa qua đã phải gắn bó với cuộc đời hy lễ của cha xứ của mình. Mặc dù khóm hoa đã nát nhưng chức vụ tư tế của cha vẫn sống mãi, vì trong mọi lúc và hoàn cảnh, chỗ nào, nơi nào cũng phải là bàn thờ tế lễ của chức tư tế linh mục. Rồi, Ngài đã trở thành tư tế là chính con người của cha đã được sức dầu để thánh hiến. Trong mọi lúc, cha luôn ý thức mình là linh mục được thánh hiến và gìn giữ không chỉ cho mình mà cho đoàn chiên giáo xứ Mộc Đức, cũng như tất cả những ai được bề trên giao phó được thánh hiến trong sự thật. Và thứ ba, cha phải trở nên con chiên bị sa tế. Làm sao có thể trở nên giống Chúa Kitô được nếu như linh mục không chịu sa tế chính mình mỗi ngày? Không chỉ dâng bánh và rượu trên bàn thờ mà các linh mục phải ý thức mình cũng bị sa tế và trở thành lễ vật. Cái chết đau thương, bị bầm dập, thịt nát, xương tan. Khi anh Tuấn báo tin cho tôi là cha bị nạn thì tôi cũng đã ra bệnh viện của Bệnh viện 1 Nam Định. Tôi chờ ở đấy, rồi sau một thời gian ngắn thì được cha được đưa lên.
thì chúng ta thấy là đầu của cha đã bị toác ra, não của cha như phim chụp của anh bác sĩ ở đấy nói là cha ơi không thể cứu được, Chúa gọi cha về rồi vì chẳng còn gì để mà hy vọng nữa. Tôi cùng một nhóm chị em và mọi người đứng ở giữa sảnh để chờ một phép lạ xảy ra, và một chị nói: hãy lần hạt mân côi cha, chúng tôi đã đứng giữa sảnh của bệnh viện phòng cấp cứu và lần hạt hết 50 kinh kính mừng. Nhưng nhiều người nghĩ là phép lạ không xảy ra. Nếu như chúng ta nghĩ con mắt người đời, trong bài đọc thứ nhất, cái sự chết của người công chính đối với người đời làm một sự điên dại, nhưng đối với Thiên Chúa cái chết không làm gì được các ngài, và những sự giữ trần gian không làm vấn vương các ngài. Các ngài trở về với Thiên Chúa. Phép lạ xảy ra là cửa thiên đàng đã mở ra để Chúa Giêsu linh mục thượng phẩm đón nhận cha như hoàn tất cuộc đời linh mục của mình. Phép lạ này chẳng ai mong muốn lúc bây giờ, nhưng nó lại là một cái mục đích và cứu cánh cuối cùng của hết thảy linh mục, là mình trở thành linh mục cho đến hơi thở cuối cùng, và cửa thiên đàng phải mở ra trong những giây phút cuối cùng để hoàn tất ơn gọi linh mục, ơn gọi làm Kitô hữu. Rồi cuối cùng, thưa anh chị em, Chúa Giêsu mời gọi cha Gioan Kim phải nên một với Chúa Thầy Chí Thánh, để kết hợp với Chúa Kitô đòi hỏi phải từ bỏ, đòi cha Gioan Kim không được áp đặt con đường và ý chí của cha nữa. Có lẽ những dự định trần thế của cha sẽ phải dừng lại. Cha không được muốn trở thành điều này hay điều khác nữa, nhưng phó thác cho Chúa bất cứ ở đâu hay lúc nào và theo thể thức nào. Chúa muốn sử dụng cha như thế nào và lúc nào? Về điểm này thì Thánh Phaolô đã nói rất rõ: tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Kính thưa anh chị em, trong thư gửi tín hữu Roma chương 8, Thánh Phaolô đã nói: không ai trong chúng ta được sống cho mình và không ai trong chúng ta được chết cho mình. Chúng ta sống là sống cho Thiên Chúa, và chúng ta chết là chết cho Thiên Chúa. Vì thế dù sống hay dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, như vậy cha, một sự thật mà Chúa Giêsu muốn cùng Chúa Cha thánh hiến các linh mục của Chúa là thánh hiến họ trong hy tế của chính Chúa. Vì vậy các linh mục phải trở nên bàn thờ tế lễ, phải trở nên con chiên bị sát tế, và phải trở nên tư tế đích thực. Và thánh lễ mà linh mục hoàn tất đó chính là thánh lễ cuộc đời. Hôm nay cha Gioan Kim cùng đồng tế với chúng con, anh em linh mục khóa 8, nhưng với tư cách hoàn toàn khác. Cha sẽ không cùng với chúng con đọc lời nguyện, hiệp lễ hay là lời nguyện thánh thể, nhưng trong Đức Kitô linh mục thượng phẩm, cha đã trở nên một với Ngài, trở thành của lễ mà giờ đây anh em chúng con trong chén rượu và tấm bánh, chính cha sẽ là hiện thân của hy lễ trong Chúa Kitô, bởi vì chính cha đã được sức dầu thánh hiến để trở nên linh mục như và giống Chúa Kitô. Kính thưa quý cha, quý sơ, quý thầy và cộng đoàn, đối với ông bà cố, có lẽ không có cái nỗi đau nào đau hơn nỗi đau này. Đối với những người từng gắn bó với cha, cũng không có nỗi mất mát nào lớn hơn nỗi mất mát này. Đối với người thân gia đình cũng vậy. Nhưng hôm trước con gặp ông cố, con cũng dám nói nhỏ thôi: ông bà cố đã dâng cha cho Chúa rồi, thì ông bà cố hãy dâng trọn vẹn. Cuộc đời của cha đã trọn vẹn trong ơn gọi thánh hóa và thánh hiến trước linh mục mà nhận từ Chúa Kitô, thì xin ông bà cố, gia đình và những người thân cũng phải trở nên đức trinh nữ, trở nên những người thân đứng dưới thập giá để cùng dâng lễ với con của mình trong thánh lễ cuối cùng hôm nay.